Với tinh thần nghiêm túc, chủ động, tích cực thực hiện nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu chuyển đổi số để không ngừng nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động, khai thác vận hành hiệu quả lưới điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Từ tháng 8 năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung triển khai cung cấp thêm dịch vụ điện trên nền bản đồ số Google Maps thông qua website và app EVN CBC chăm sóc khách hàng. Công ty Điện lực Đà Nẵng là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai và vận hành tốt chương trình này. Chương trình được áp dụng cho hai dịch vụ, cấp điện mới hạ áp và thông tin xử lý sự cố điện trên nền bản đồ Google Maps thông qua ứng dụng web app chăm sóc khách hàng EVN CBC. Công ty cũng triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện, tiếp tục cập nhật hoàn thiện dữ liệu chương trình quản lý kỹ thuật lưới điện, PEMIT, cơ sở dữ liệu lưới điện trung thế trên hệ thống thông tin địa lý GIS, triển khai chuẩn xác thông tin khách hàng trên hệ thống CMIT 3.0 và triển khai chuyển sang hợp đồng điện tử với khách hàng sinh hoạt. Công ty cũng đã triển khai cái ứng dụng về cái việc mà tra cứu chỉ số điện hàng ngày. Thì cái việc này giúp cho khách hàng là có thể là tra cứu cái việc sử dụng điện của mình ở bất kỳ một cái thời điểm nào trong ngày. Và đặc biệt là trong năm 2018 cũng như là cái giai đoạn sau đến đầu năm 2021 thì công ty cũng đã triển khai cái ứng dụng về cái việc mà phân tích cái sản lượng điện bất thường. Thì cái việc triển khai cái ứng dụng này thì đã giúp cho ngành điện kiểm soát được cái việc mà tăng cái sản lượng bất thường do cái việc mà chạm chập dây dẫn sau công tơ. Và cái điều này thì giúp cho cái việc là rút ngắn được cái thời gian kiểm soát cái chỉ số bất thường là còn từ 1 đến 3 ngày. Và thông qua cái ứng dụng này thì công ty cũng đã hỗ trợ cho khách hàng là tìm được những cái điểm chạm chập để mà xử lý những cái điểm này để mà ngăn ngừa cái việc mất an toàn cũng như là ngăn ngừa cái việc là sản lượng điện của khách hàng bị tăng bất thường. Chuyển đổi số trong toàn BC Đà Nẵng đã dần trở thành mục tiêu, lộ trình xuyên suốt, lâu dài, góp phần vận hành lưới điện ngày càng hiện đại, chính xác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển về khoa học công nghệ trong toàn BC Đà Nẵng nói riêng, EVN CBC nói chung. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung cung cấp các dịch vụ trực tuyến, phổ biến các ứng dụng, chăm sóc khách hàng đến với mọi người dân, kết nối liên thông cổng dịch vụ công quốc gia, tự động hóa các quy trình nội bộ, áp dụng các công nghệ mới nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý vận hành cũng như phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.